Xin chào các bạn đã trở lại với cái video theo của mình là Huy trên đây. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học cái skill sửa thuyền trong 15 phút nha. Chưa video xin chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu video luôn nha các bạn. Nói chung là để học được cái skill này thì các bạn cần phải đến nhà mình ở hòn đảo Tiki Abot. Các bạn đi theo mình nha. Chúng sẽ đi vào một cái lối đi bí mật nha. Đấy, nó ở trên đây nè. Đấy, ở trong một cái nhà trên đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, thì giờ mình sẽ đi xuống nha. Ai, ui, đi khó quá. Ở đây sẽ một cái khe này. Đấy, một cái gọi là lối đi bí mật. Rồi thì các bạn cứ cần nhảy xuống thôi. Đấy, bạn nào mà không nhảy xuống đây được thì các bạn cần phải săn thật nhiều sự kiện biển nha. Rồi, giờ thì giờ mình sẽ đi gặp vào NPC biển nha các bạn. Đây, đây chính là NPC gọi là để chúng ta học cái skill sửa thuyền. Các bạn sẽ cần phải tiêu diệt 20 con cá mập như các bạn. Cái mập thường ấy thì cũng có thể gọi là nói chuyện tiếp với con này. Hiện tại thì mình cần phải còn tiêu diệt thêm 9 con nữa. Đấy, nhớ là cá mập thường thôi nha, không cần phải cá mập boss đâu. Rồi, thì giờ em sẽ đi tiêu diệt mấy con cá mập thường nha các bạn. Nói chung là farm nốt. Ok, thì hiện tại là mình đang farm cá mập các bạn ơi. Nói chung là chắc là farm nốt lần này phát là mình gọi là xong rồi. Đấy, nói chung farm mắc ma thì khó là quá là nhanh luôn đấy. Rồi, thì giờ em sẽ biến về nha các bạn. Ui, từ. Bọn này đâu chui ra vậy? Từ từ để mình gọi là xử lý mấy con cá Pizza Ha của các bạn. Nó quá chịu quá. Ủa ơi, đánh rất là nhiều máu luôn. Ok, xong. Giờ thì mình sẽ quay lại cái chỗ vừa nãy nha các bạn. Nói chung là quay lại để nói chuyện với con NPC vừa nãy. Đấy, để chúng ta đi học cái skill mới. Gọi là skill gọi là... sao nhỉ? Nói chung là tạo một cái búa các bạn. Từ từ để mình học cho các bạn xem này. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ quay lại cái chỗ đấy. Đấy, đây, nhảy xuống cái khe này. Sao nhảy khó nhỉ? Từ. Ui, thề đi khó chịu vãi trưởng luôn các bạn. Rồi, xong. Thì mình sẽ quay lại gặp NPC này nhá. Các bạn sẽ nói chuyện với nó nha các bạn. Thì nó sẽ cho các bạn một cái gọi là gì nhỉ? Một cái cuộn giấy gọi là truyền huyền thoại nha các bạn. Rồi, thế tiếp tục các bạn sẽ mua cái skill này với giá là 3.000 F nha. Đấy, các bạn phải chuẩn bị F trước. Ok, vậy là mình đã học xong skill gọi là sửa thuyền rồi. Hiện tại thì ở đây sẽ có hai cái loại tại chính. Một cái là dây cố, một cái là hồi máu cho thuyền. Nói chung là giờ các bạn chỉ cần gọi là đi gọi là farm cây để các bạn gọi là hồi máu cho thuyền thôi, hoặc sửa thuyền đấy. Ok, thì sau khi nói chuyện xong thì các bạn sẽ đi farm cây của mình để chúng ta lấy gỗ. Nói chung là sau khi đánh xong cây thì chúng ta sẽ được một cái nguyên liệu gọi là văn gỗ. Đấy, các bạn chỉ cần dùng những cái skill gì mà có thể đánh được cây ấy. Đây là sẽ dùng cây song kiếm này. Đấy, và tỷ lệ ban đầu nó sẽ hơi thấp nha các bạn. Nói chung là nó sẽ hơi thấp ra được cái nguyên liệu cây. Từ từ á, để mình gọi đi farm cái cây kia. Chung các bạn cứ farm chăm chỉ cho mình, farm tầm khoảng tầm x99 nha. Không thì farm là bao nhiêu cũng được, nói chung là nhiều một chút. Đây, thử lại xem nào. Vẫn không ra được cái nguyên liệu văn gỗ các bạn. Ok, ra rồi. Được rồi, thì giờ mình sẽ tiếp tục mình farm cho nó bao giờ nó nhiều một chút nha các bạn. Sau đó mình sẽ đi sửa thuyền nha. Ok, thì hiện tại là mình chuẩn bị sửa thuyền nha các bạn. Thì để sửa thuyền thì các bạn cần phải ấn vào cái búa xanh xanh kìa. Đấy, sau đó các bạn sẽ giữ thuyền thì các bạn sẽ sửa cho mình. Đó, như này rất là dễ dàng luôn. Lưu ý một điều là các bạn cần phải sửa nút thuyền gọi là bị hỏng nha. Nếu mà các thuyền full máu thì sẽ không gọi là được đâu. Vậy sửa thuyền này làm gì? Sửa để chúng ta gọi là lên cái cấp các bạn, lên cái đẹp để chúng ta có thể mở được các, thêm các kỹ năng khác. Đấy, ok, mình đang sửa nó đang lên level up rất là nhiều luôn. Đấy, từ từ. Đấy, sửa và hết gỗ rồi thôi các bạn, hoặc là các bạn sửa cho thuyền đầy máu rồi thôi. Đấy, cộng rất là thiều luôn. Cái này rất là phù hợp cho các bạn đi săn Leviathan ấy, mà thuyền không may bị hỏng ấy. Ấy thì các bạn có thể sửa để đỡ phải về nhà mua thuyền mới, đỡ mất thời gian. Nói chung rất hợp lý luôn các bạn. Ban đầu thì nó cộng 10 HP thôi. Ôi, từ. À, quên mất nhỉ, mình chưa nói cho các bạn cách farm một cái điểm nguyên liệu mới. Nó chính là cái điểm Valor nha các bạn. Thì điểm này các bạn cần đánh sự kiện biển được. Đấy, được Valor luôn. Sự kiện chung là sự kiện biển nó càng mạnh thì càng nhiều điểm Valor nha. Rồi, thì giờ mình sẽ gọi là sửa thuyền nốt nha các bạn. Ui, từ từ đã, để mình gọi là di chuyển thuyền cho khác nha các bạn. Hiện tại đang bị sự kiện biển nha các bạn. Ok, và sau khi sửa thuyền xong thì các bạn sẽ quay trở lại con NPC này. Và các bạn sẽ đi gọi là mở khóa các kỹ năng mới. Nói chung là học kỹ năng mới các bạn. Các bạn sửa được nhiều thuyền thì cái level các bạn sẽ được tăng nhiều. Rồi các bạn sẽ dùng cái điểm Valor và nguyên thạch để các bạn mua. Mình sẽ mua cái kỹ năng cuối cùng nha các bạn. Đấy, mình đang mở full rồi. Còn cái này thì mình chưa gọi nâng cấp full, tại vì mình còn thiếu cái điểm Valor vừa nãy. Ở cái điểm vừa nãy mình có bảo các bạn rồi, các bạn cần phải farm sự kiện biển ở trên ấy để các bạn lấy cái điểm Valor này. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ giải thích qua cái lộ tại nha. Thì cái lộ tại thứ nhất này nó sẽ sao nhỉ, nó cho các bạn nói chung là hồi thuyền
ở sở thuyền với 10 HP ấy, vậy farm gỗ loại đại thứ hai thì nó sẽ cho các bạn 90% khả năng gọi là farm ra gỗ cho các bạn, cho các bạn cứ gọi là nâng hết cho mình khả năng hai này. Cái thứ ba là sẽ hồi thuyền được nhiều hơn, hồi máu thuyền ấy được 30 này, các bạn cũng nâng hết cho mình nhá, ấy nâng mắc cho mình. Đấy, cái này rất là phù hợp. Còn thứ tư thì nó hơi khó giải thích một chút, nói chung là tí mình sẽ giải thích sau các bạn. Đấy, thì mình giải thích sau thì nó dễ hơn. Hiện tại là thích ở đây nó hơi khó một chút, nói chung là cũng gọi hồi máu ấy. Ok, cái thứ năm là nó sẽ là nhỉ? Khi các bạn sửa thuyền ấy, các bạn gặp các sự kiện biển mà nó gây choáng các bạn ấy thì các bạn sẽ không bị choáng nha, các bạn sẽ vẫn sửa được tiếp. Bình thường thì nếu mà bạn gặp xe buýt hay là các sự kiện biển khác thì các bạn sẽ bị không thể choáng được. Một cái level thì mình vừa giải thích rồi đúng không? Điểm Valor cũng vậy. Các bạn cần phải sửa thuyền để các bạn tăng level, còn Valor thì các bạn đi farm những cái sự kiện ở trên biển. Ok, thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn cái nội tại thứ ba nha. Nói chung là khi các bạn sửa thuyền ấy thì sẽ hiện lên một cái chấm đỏ đỏ như này. Bạn sẽ đi vào và các bạn sẽ ấn sửa thuyền như bình thường cho mình. Lúc này thì sẽ hiện một cái thanh màu xanh, một cái thanh cái chỗ kia kìa. Đấy, có cái chấm nó xanh ấy. Thì các bạn chỉ cần giữ chuột cho cái gọi là cái vạch vàng nó chạy đến màu xanh ấy thì sẽ hồi cho bạn nói chung là HP rất là nhiều luôn. Và thứ hai nó sẽ hồi cho bạn cái thanh máu màu xám kìa. Cái thanh máu không thể phục hồi được. Đó, cái rất là tiện lợi luôn. Nhưng là cần phải sự khéo léo nha các bạn. Chứ bạn nào mà muốn sửa này cần phải sự khéo léo. Đây. Mà nó bắt mình sửa trên tận cái cột thì cơ các bạn ơi. Cái này nên kiểu gì đây? Hơi khó nha. Ôi, kiểu này sửa thường cho nó nhanh các bạn. Nói chung là bạn nào mà đi săn đi Việt Hàn mà dùng cái mấy cái này sửa cũng khá là ok ấy. Được. Ôi không sửa được các bạn, không sửa ở trên đây. Hơi làm khó mình nha. Được rồi. Chắc là mình sẽ sửa bình thường thôi chứ sửa như này khó quá. Mình sửa luôn thường đi. Ok, thôi sửa chỗ khác vậy. Ok, thì giờ mình sẽ tổng kết lại các bước như các bạn. Nói chung là đầu tiên thì các bạn cần phải farm gỗ ở mấy cái cây này. Sau đó các bạn sẽ farm điểm banner ở trên các sự kiện trên biển này. Và sửa thuyền hỏng này. Sau đó quay trở lại đây và các bạn sẽ mua nội tại mới hoặc là các bạn sẽ nâng cấp. Rồi, nâng cấp thôi. Nói chung max là 5 nội tại nha các bạn. Đấy. Rồi. Thì đây là tất cả những gì mình hướng dẫn rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì nhấn like và đăng ký kênh nha. Chắc là giờ mình sẽ tạm dừng video lại thôi. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.